Hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2022, Hội Hoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho hai hoàn cảnh như sau. Một là cô Hiền ở Nam Chánh, Ngọc Chánh. Hai là cô Đẹp ở Tân Hùng, Ngọc Chánh. Với số tiền mỗi hoàn cảnh là 300.000 đồng. Đây là lần giao thứ 11 do bác Lâm Khai Sanh, nhịp xì Lâm Khai Sanh xì nhịp cứu ở Sài Gòn tài trợ, và xin thay mặt cho địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Và có một hoàn cảnh là cô Đẹp bệnh nên đi Sài Gòn không có đến nhận được, nhờ mẹ chồng đến nhận thay. Rồi sau đây là những lời phát biểu của mấy hoàn cảnh. Cảm ơn nhà tài trợ giúp hàng tháng 300.000, nay con cảm ơn nhà tài trợ nhiều. Bữa nay tôi lãnh dùm cho dâu tôi đi trị bệnh thành phố. Vậy là tôi cũng thành thật cảm ơn nhà tài trợ, là tôi lãnh tiền này về tôi đưa lại cho dâu tôi. Thấy không?